Mẹo bảo quản thực phẩm tươi lâu. Việc bảo quản thực phẩm không đúng cách làm mất dần hương vị, dưỡng chất và độ tươi ngon. Những mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Thoa đều một lớp dầu thực vật lên trứng trước khi làm lạnh sẽ giữ trứng tươi lâu thêm được 3 đến 4 tuần. Nếu chỉ cần dùng một chút nước cốt chanh, bạn hãy dùng chiếc tăm chọc nhẹ vào quả và bóp nước ra. Sau đó, dùng băng dính dán kín lỗ thủng và bảo quản quả chanh vẫn còn tươi trong tủ lạnh để dùng cho lần sau. Ngâm hoa quả tươi trong nước giấm sẽ tránh bị thâm, thối và loại bỏ lượng thuốc trừ sâu. Tỏi và hành tây sẽ tươi lâu ít nhất 2 tháng nếu được bảo quản trong túi giấy có đục lỗ. Hãy để táo và khoai tây gần nhau vì khí ethylene từ táo sẽ làm chậm quá trình nảy mầm của khoai tây, giúp loại củ này tươi lâu thêm vài tuần. Nếu không muốn dứa chín nhanh, bạn nên úp ngọn dứa xuống dưới và cắt bỏ hết lá. Bọc cần tây vào trong lá kim loại sẽ giúp tươi lâu khoảng 1 tháng. Cách này cũng hiệu quả với bông cải xanh. Bọc cuốn chuối vào một cái bao bằng nhựa. Trái chuối sẽ tươi lâu từ 3 đến 5 ngày. Rau xà lách sẽ tươi ngon hơn nếu bạn đựng chúng trong túi giấy trước khi đặt vào tủ lạnh. Ngoài ra, không nên vặt bỏ các lá già bẩn bên ngoài vì chúng sẽ bảo vệ phần rau bên trong tươi hơn.